Go, go. Bước đi 3 4 5 6 ngày liên tục tuần này. Go go go. Mình về có chạy không? Bầm nữa hả? Mấy cái xe rồi à. Chạy đi bấm nha, chạy phải chậm chậm vừa vừa. Rồi xe đó, có xe không? Ok. Đây. Cái gì? Đường nào? Hai cơ. Được không? Sao dầu nhớ? Bây giờ thì từ từ nó hết. Nó rồi hơi lâu rồi. Ok. Được, đi xuống giữa cho vô nè. Đi xuống giữa, chừng nào cái đồi cao quá thì bắt đầu xuống. vô xuống trước. Xuống rồi vô xuống trước rồi bắt đầu chạy. Tại vì lúc chạy đó đâu có vô nữa đâu, lên một cái mà. Ủa. Nè, đang vô vậy nè. Ok, cũng được, được. Được, đẩy vô, đúng rồi, đúng rồi. Phải. Nó không nhanh như cái kia thôi nhưng mà được. Ok, vậy tốt rồi. Cái gì được không? Thấy bắt đầu nó tụt xuống á. Mình đây để cái gì hồi chừng nào cũng gần người làm. Ok. Chừng nào gần người làm chứ. Nhưng mà giờ được có được không? Ý là lên hết rồi còn chân có thẳng chưa? Đây. Rồi có cái chỗ nào nữa rồi. Thêm móc rồi tại vì có cái miếng chêm ok rồi. Ôi, hôm nay đi đường mới luôn. Phải đi xe quốc mà đường mới, không biết đi đâu đây, không biết. Thử ra. Xin đột ra. Đường hẻm nhỏ. Traffic, traffic. Ủa là cũng chạy lên đường hả? Rồi vô lại. Ủa? Chắc là quên gài. À chạy chớp. Yên của thơm mày cũng cần e ra thêm rồi đó. Nước, nước nghe chạy nhẹ thôi. Chạy chậm thôi, nhanh quá nó dằn tùm lum. Ủa anh Thảo đâu rồi? Ủa qua rồi hả? Còn có tâm mì tới phải không? Ok. Ui trời ơi, trong này lạnh quá. Trong này lạnh ghê. Cái này đi đường đối diện. Phía trước mặt kìa, ở bên kia. Dưới thông lũng qua bên kia là cái đường. Hay đi. Cái này tấn công qua bên đây. Kéo camera xuống, xuống chút xuống đi. Xuống chút.
Đó. Đây. Ali Showwood mà đường này. Đường mới nha. Lên chút. Ôi. Tay chân tay cống nữa nè. Ủa mà đường này có lên dốc gì không trời? Rồi ngay lại rồi, ngay lại rồi. Ừ, trời ơi, lạnh quá. Tay cống hết trơn rồi, lên dốc đi. Quang ơi, lên đây đẩy cho, lạnh quá rồi nè. Ôi trời ơi, tay cống hết trơn rồi. 10 ngón tay. Dạ. Yeah. Con lắng rồi. Ủa mà có dốc không? Có gì? Bây giờ đang lạnh nè. Đâu? Mà đường có lên dốc không? Trời. Lên dốc nãy nói đổi vào tay. Lúc nào cao hơn không? À. Ôi trời. Nhóm trên này có ai cần đẩy không? Nhóm trên này có ai cần đẩy không? Trời ơi, do lạnh quá rồi nè. Nhóm này có ai cần đẩy không? Lạnh quá. Có cái này mà còn cứng tay rồi. Rõ vậy, này 10 ngón tay rồi. Ừ. Biết rồi nè. Cua nó đeo nè, còn ngón tay kìa. Ồ, cũng lòi cái ngón tay giống mình. Ui da. Nè, bỏ tay vô túi, bỏ tay vô túi. Hai tay thêm một tay, hai tay đúng không? Vâng. Đó, chắc mạnh quá. Ừ, quá. Wow. Từ từ kiếm chuyện với tôi. Đó, người ta đi bên phải giường đường cho rồi. Kiếm chuyện với tôi. Giờ gọi tôi anh hai cái lỗ tai rồi, chết bà. Không có chùm được. Rồi hai cái lỗ tai nó muốn rụng mà. Bài chưa? Con này có một người nữa à. Morning. Để lạnh qua cái lỗ tai rồi. Tâm ơi, kiếm gì? Tâm ơi. Đó gì kìa, không nghe kìa. Thì chạy lên đi. Wow, sang hai cái lỗ tai luôn. Nó mà để ngoài xe rồi nãy rồi. Kéo không được. Kéo từ lúc đầu hay gì mới được chứ. Giờ không có đeo cái nón kia. Ờ. À. Sao thấy không được đâu. Vậy à. Ở chân. Ok. À. Bước nó đi.
lên. Ủa, cái đường này hết rồi hả? Bay cơ. Ủa sao quẹo ra cũng giống là chị? Trời ơi. Ồ, chỗ này có suối nè. Ở đây biết cái đất đường đây đâu. Đây có suối nè. Vỡ qua đường nha. Không, đường này đường này thì xe thôi chứ không có được, không xài cho thôi. Rồi chạy, trời ơi chạy vòng tới chỗ cũ. Ví dụ à, cho nắng lên chú ơi. Nè. Nó kìa, nào có bông không? Xin cho người khác. Tôi lên đi, nó tới rồi, tới đó tới hả? Hả? Còn tới đằng kia đi. Có nhà ba rồi kìa. Hả? À, con nói nó tụt xuống rồi. Ồ, vậy hả? Gì chưa đắp chưa chặt á. Không sao. Ủa, chỗ này vắng đi chứ, này mấy người ta đông quá. Kêu quá vậy ta. Chừng nó nít nha. Hai cơ. Đi chạy tới ngã ba luôn hả? Ok. Cái ngã ba thì sửa lại cho. Ok. Morning. Rồi. Ly chạy số nhỏ xíu, ghê thật kinh thật. Bắt trước à. Thấy ấm người đúng người. Đấy chưa? Mày cơ hả? Hai cơ. Ôi nè. Ơi. Cái gì? À cũng được. À. Đứng ngang ba ngừng nha. Tại ngoài xa xa lắm mà không thấy ai hết á. À. Hai cơ. Ừ. Gần sửa cái yên nè. Gắn chạy chút xíu nữa đi. Bấm cỏ. Chút xíu đó bấm lên bấm xuống được. Không ý rồi. Bấm kia. Bóc bỏ ngăn chỏ đó. Bấm tới bấm luôn. Lạnh đó. Cởi lên rồi. Cởi số lên rồi bấm xuống nhanh nhanh chút. Chú bấm xuống bấm. Không, bấm lên lại cái lúc mình bấm xuống mình đừng bấm một một mình chơi. Thôi. Lạnh đó xe nó bị không. Tới đằng kia coi luôn ok. Tới đằng kia đi.
nó mặn cái đây vậy nhá. Để thôi, thôi gần đây đi coi, gần đây. Chỗ nắng nè. Dữ chứ. Có 20 cặp chốt thôi. Xe em đã gốt gì kìa chưa cứ. Tôi chặt cái gì đâu mà mới có chút xíu rồi hả? Xe em đã có chục năm rồi đó. Còn không nói. Ok rồi, ấp vô rồi, được rồi. Ok, mấy bạn. Mai cơ. Mai cơ, chậm chậm xuống lại cho nó qua trước. Rồi. Chị tới nè. Phía sau này là đã hoài sao không biết tới ta. Đi mà nắng nè. Rồi, chỉnh sửa đội hình cái nha. Nè, nhìn đi. Chỉnh sửa đội hình cái. Không bỏ vô được hả? Được. Anh cho xem rồi. Đây trên dốc thì ta chạy xuống nè. Ở đâu đó là ta. Đây, à, có cái cột kia nó đẩy con lên dốc luôn nè. Này trên dốc cao lắm. Tại đứng ngay cái chỗ này thì không thấy cao. À. Hết chưa? Yeah. Ok đâu. Hôm nay đi đường mới nha. Đi xa hơn chút. Anh xô quốc rồi quẹo qua cái phạt gì nè. Disneyland gì nè không biết. Không phải Disneyland phạt đâu nha. Không phải là. Không phải công viên Disneyland cái này là cái tên thôi. Đi qua cái đường gì đó không biết nữa. Phone hết pin nè. Quay bản này không biết nó có vô. Ngay giữa màn hình không nha, kể nó nha. Ok đâu. Xin lỗi phát nha. Thank you.
hai cơ. Thank you. Have a good day. Cái gì? Lo kìa, kiếm phim nước kìa. Tắm nó đi rồi. Ê. Này khó à. Ừ, đó đi đường bên đó được đó. Đường bên trái kìa. Cái xe đạp trên cao, cái chân chống lại cái góc tới. Nó được mà, nó chậm thôi. Cái này cũng đỡ là té là nó thắng rồi. Được không? Chỗ này nó hơi đá chút, như anh kia hết rồi thì phải. Lâu lắm rồi, nhớ rõ lắm nhưng mà như vậy. Ở còn ai sao không? Còn câu nào không? Chắc cái này mấy câu dắt. Ủa, cái đường cái phòng đi hả? Đi xa tới. Anh đi đâu? Ok, dắt đi bộ đi em. Cái chỗ này hay khó. Dắt đi. Chỗ này cũng được. Cũng được nhưng mà. Chỗ này cũng được nhưng mà tay lái hơi vững rồi nè. Nó chạy bên là được à. Nhưng mà chạy chậm á. Chạy được không? Bây giờ tặng em ở chục ép đó cho nên hơi ớn hả? Được không? Cái nhà mình còn ít rồi thì thôi dắt. Anh lấy được nè, anh lấy được nè, nó chậm chậm thôi là được rồi. Được hết rung. Đây chưa, lâu kia nè. Lâu kia. Được, chạy chậm chậm thôi. Chậm ok. Này sao không tâm bị? Ok. Đường nó hơi hẹp nhưng mà chụp anh đây đi đó. This is your first time here. Ủa, xuống cái yên được không? Đó là đang xuống phải không? Đang bấm lên nè. Giờ trời nắng rồi chắc nên lên được. Bà bấm xuống nè, đè xuống nè. Chắc trời nắng cái đường qua có bom đủ rồi. Ủa, tao mì đâu rồi ta? Ok. Good morning, I'm the last one. Hey, thank you. Good day.
xin ra. Thấy chưa? Xích ra. Xích ra. Phải ra luôn đi, hai cần, hai cần đi luôn đi, hai cần nhiều quá đi ra. Ừ, hai cần, hai cần nhiều quá, mà đường nó nhỏ. Là chạy luôn đi, ra ngoài đi, hết rồi, hết rồi. Ừ, hai cần đông lắm, đi. Hai cần đi tới, đi. Tới. Ừ. Nhanh là tới mì, hai cần tới kìa. Thầm anh. Thầm anh. Dạ. Ồ. Cái đứa này gắn đường. À nhìn xa kìa. Nhìn xa thấy màu rồi thấy không? Nhìn không biết đường nào. Đi đường này khó, tới cái cầu, cho chạy là khó. Đã đúng đường ra này, ok. Trời ơi, ok, one more, thank you. We go. Rồi, nó đang hai cơ rồi, chúng ta đi. Hai cờ nhiều quá mà đường thì gần, vô cỏ luôn đi cho người ta đi kìa. Ghê vậy mà đi được hay vậy. Dễ em chứ đi. Đi. Ừ. Không sao. Cái đường như vậy mà nó không có cái khóa khác thì được. Yeah. Đường nhỏ nhỏ. Mình lỡ cái đường nào mình chạy đúng đường đó thì mình chạy lẹ lên. Không có ai. Hai cờ. Hai cờ. Mấy cái đường đó. Tại vì thằng mà nhìn chỗ nào thì cái đầu kia thằng nó cứ chỗ đó. Đừng có nhìn đó. Ok. Ở đây đi. Sao giờ có lấy xuống hàng kia la nha. Sao đâu, tao bị tôi lắp rồi nó rồi, nó đuốc cậy nó. Nó mày quay chứ, không? Phát thì mình cho nó phát, nhưng mà mình la lên để mình trước biết.
chậm nha, chậm chút là được. Hai cơ nha, hai cơ. Morning, two more please, thank you. Hai cơ. Good morning, two more please, thank you. Thở luôn. Rồi, nín thở nghe, bây giờ thở. Cứ chậm nữa, chậm nữa. Đâu đâu ra quẹo vô đây nhanh lên. Ra bên phải rồi, ra vô cái bãi cỏ nè. Chờ chút cho nó xuống cái đó. Vô bãi cỏ luôn. À. Đông không? Không biết rồi. 21. Không được rồi, chạy đi đi, đi ra. Block luôn. Mò block luôn. Không biết tiếng Anh chắc dần cho lâu không biết tiếng Anh rồi. À, tao cầm bắp không sao. Wow, lót à. Thôi à, cứ đi đi. À, nó đi đường kia này. Nín thở nha bà con. Bạn về sắp kết thì thẳng. Nín thở kìa nha. Morning, one more. Trời mệt nhìn nín thở. Dành tới dùm lên tiếng người ta né mà. Thank you. Xin thở. One more, thank you. Rồi cứ chậm mà nữa, chậm nữa. Ok, good job, ta, nhanh. Like, one more please, thank you. Wow, let's get to the back. Yeah, thank you. Chậm chút. Không đâu. Không đâu. Ok, danh cái đường được không? Nãy cho ông qua rồi, ông đừng. Ok. Ok, ở phiêu ha. Lần nữa ok, chết quay luôn. Đây ok. Last one. Last one. Ok, ông người Europe, không biết tiếng Mỹ. Được không danh? Được không? Lùi lại đây nè. Lùi trên đây nè, trên này nó ngang nè. Sao cũng vậy à, dưới nó lại sâu hơn, đây nó lại hơn nè. Giống chân ngang trên cái thành đó. Rồi. Nha, từ đây. Mấy cái cua chậm lại. Chậm lại. Oh, bài ca hả? Ok, vậy thì stop luôn ta. Ok. Ok. Rồi, ở liên quan. Xuống. Ờ, ok. Ok, rồi. Rồi, coi như nhanh nhắc qua cái đoạn này đi. Hẳn nó đang lên gì khó lắm. Like a fast or slow? Để coi coi. Ờ, nó tới cái chỗ bự rồi, cho nó qua. Qua nhà thằng Trần đi. Chừng nào mà tới chỗ bự rồi, thằng Danh tới cái chỗ này nè, tới vô lề bên phải nè Danh. Đó, ờ, vô cái ủ luôn. Ờ. Mệt quá đi. Ok. Rồi, hết nó đi rồi, hết này đi được rồi. Chỗ này lên nó chắc được mà.
Rồi ok. Chuẩn bị đi. Rồi. Ok. Hả? Đi đi, thả đi em đi. Mình làm hai trời nó xuống nhiều quá, đông quá. Đi 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 đi, trễ đông quá. Đông quá, không có feel quá. Rồi. Ừ đúng rồi, cho nó lết mến luôn. Ừ chậm nữa là được rồi. Bên nào cũng được. Lựa rồi thì chạy. À như chừng gần hết rồi. Cho nó quẹo chính xác. Không sao, còn xa. Đông quá, thật trời quá. Nín thở nha. Qua đó chịu khó chút xíu nha. 20 giây không sao đâu. Mình đi ra đâu. Từ 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 từ. Không ngừng nữa. Hi. Thank you. Xin lỗi nè. Ok, thank you. Thank you. One more. Behind me, thank you. Have a good day. Thank you. One more. Thank you. Ok rồi nha. Nhưng mà khá hơn à. Không biết sao. Chọn bên nào thì chọn đại. Đây. Đừng nhấp nhấp ở giữa giữa. Hết rồi. Hết rồi. Wow, còn đầu hai cơ nữa. Xuống dưới kêu mọi người đi ở đường đường nhựa đi nha. Vô đường trong cái kiểu này đông lắm á. Đông mà cái đường trong nó hơi nhỏ. Đường trong nó chỉ có vừa một cái chiếc xe. No, cái đường trong là nó có một chiếc xe à. Cái đường trong cái chỗ đó nó chặt lắm. Thank you, one more, thank you, have a good day. Sắp đứt thở rồi. Trời, sắp đứt thở rồi. Ok, sẽ xích qua bên phải nha. Ờ, cái thằng kia làm ghê quá, chạy cho nó đi đi. Rồi. Làm ghê quá, ngay hết rồi, đâu có cái gì phanh nữa đâu mà làm ghê phải không? Chạy nó đi. Hai cơ nè. Hôm nay nín thở quá à. Qua ráng đánh được 10 giây cũng còn hơn là không có. Chạy. Thà có còn hơn không. Ủa đâu hết ra rồi. Thôi mình đi ra ngoài đường đi. Ở trong là gì rồi mà. À ra ngoài đường đi. Mình thấy dướng dướng người mình thấy hơi khó chịu chút. À họ cũng ra ngoài đường hết đó kìa phải không. Ờ à, đường này đây giờ cũng né né. Chứ giờ nó đông quá. Ok đâu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Tâm. Bye. Rồi, gặp sau nha.